khi ráp sản phẩm đấy, hầu như chỗ nào họ cũng làm xong là họ cũng quét mực lên hết đấy. Đây ngoài từ những cái mô hàng họ quét mực lên hết hay lắm. À đây các bác theo. Vâng, chào tất cả các bác nha. Thì đây là con lúc man 309 tiếp tục cập bến trong chiều ngày hôm nay. Mời các bác cùng ngắm và xem độ đẹp của nó nha. Mặt tiền gọi là đẹp không tì vết luôn nha các bác, đẹp gọi là long lanh nha. Long lanh cành đào luôn nha các bác. Lúc man 309 là một trong những dòng âm ly ở phân khúc dưới 20, đánh rất là hay, chuyên trị những dòng loa Mỹ, châu Âu, Nhật, đánh những dòng loa Pioneer, Sansui, Diatom, Onkyo. Nếu các bác mà thích tiếng bass nó tròn quá và chất âm nó tĩnh chân thực thì các bác lựa chọn những dòng Lukman này. 308 đã hay rồi các bác, 308 đánh bass rất là hay, và đi đến những dòng 309 trở lên thì trước mắt các bác là con 309 nha. Model 309. Giá là 18 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship nha. Đẹp long lanh, hộp vỏ gỗ rất đẹp. Nguyên mộc mạc nha. Đây là cầu loa AB A+B, chỉnh bass, chép, lo nét, đường tín hiệu đầu vào, volume, ba lăng kính giữa. Này, mời các bác cùng xem. Mạch nó là mạch phay màu vàng chanh. Tất cả là vuông thành sắc cạnh nha. Chắc đẹp. Bộ gỗ. Phía trên nắp. Đấy, đây là phía cạnh mà bên tay trái nha. Giá 18 bao ship nha các bác, chỉ khoảng đủ em bớt vài trăm, hoặc là cọc tiền, cọc thì cọc khoảng 2 triệu cho lên em ship hàng nha. Những con này nó trang bị là 4 cầu điện nha các bác. Mời các bác cùng xem cái vỏ gỗ này này. Nó nét giả mang luôn, nét này nẹt luôn. Nó đánh 4 con Toshiba chữ đỏ nha các bác, 4 con Toshiba chữ đỏ nha. Quấn 200 lo AB hoặc A+B. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong để các bác cùng xem luôn nha. Nó chạy có cầu 100V này, 120 này, và hiện tại nó là 100V nha. Các bác muốn chuyển 220 thì chuyển phía dưới nha các bác, nó có cái chuyển cầu điện. Rồi sau đây em sẽ mở nắp và cũng như là lấy nó ra để các bác cùng xem. Vâng, và đây là nội thất bên trong con 309 về trong ngày hôm nay. Tăng phô. Vậy là phần trạm loa các bác thấy ngày xưa ở lúc mà người ta rất là kỹ. Cả chỗ nào người ta cũng chấm keo các bác. Kiểu như là mực bút xóa vậy đó. Đấy, chỗ trạm loa, hai trạm loa này, trên dưới này. Đấy. Và là bốn con sò Toshiba chữ đỏ nha. Đấy, bốn con nguyên một mạc nha. Và là phần bo âm sách này. Hai bo âm sách. Có mỗi bo là có hai kích, tổng là bốn kích ra đẩy ra để bốn sò để ra loa. Và đây là hai tụ nguồn. Trên tụ trên dây nó sẽ có chấm mèo, nó là mèo, gọi là mèo niêm phong của mấy kỹ sư lúc mà khi ráp sản phẩm. Đấy. Hầu như chỗ nào họ cũng làm xong là họ cũng quét mực lên hết. Đấy. Đây từ những cái mô hàng họ quét mực lên hết. Hay lắm. À đây các bác theo. Máy đẹp xuất sắc nha, bốn cầu điện nha, có cái chuyển cầu phía dưới này. Bác nào chốt con này thì alo cho em. Nếu chơi loa GB thì không thể thiếu như hôm nay. Con này đời tù nhôm này các bác, tù trắng tù nhôm này. Này quán tiếng rất là hay. Chơi loa Pioneer Y7, Y9 mà thích tiếng bass tròn thì tiếng nhẹ nhàng thì chơi em này. Lukman 309 thì luôn là một trong những con âm ly có âm sắc rất tuyệt của hãng Lukman. Tiếng bass hay, giải mic và giải chép nó ngọt ngào, mượt. Còn đánh GBL thì khỏi phải bàn nha các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha. Video đây là em giới thiệu con 309 mới về ngày hôm nay. Con này là con series là 1121 nha, 1121. Series 1121 nha các bác, 1121. Vâng, và sau đây em mời các bác cùng xem con Tri TRV 34SE. Con này chạy 4 cấu hình 4 bóng IL34. Những dòng bóng này thì tiếng bass mê và trung âm và giải cao nổi trội. Các bác chơi những dòng loa mà toàn giải Antet bass 40 tuyệt vời, nó nặng nha các bác, nên là nó đi cái này xuống thì nó nghiêng. Đấy, con này về có cả ốp gỗ nha. Thùng xốp nha, đẹp, trên 95% mới tinh, siêu lướt. Còn cả những cái bảo vệ bóng nha, hay là những bóng rề. Phía trước còn cả cái ập tập luôn nha, cứng ngóc luôn nha các bác.
điện 100V nha, 280W nha các bác. Mới tin. Đây là cổng red wood này các bác, có cổng chia tín hiệu này để kém sub này hoặc là kém qua tín hiệu cái đài sản phẩm khác. Và được ba đường tín hiệu đầu vào này, một cổng trước là 4 này. Đấy, điện 100V. Con này là hàng nội địa nha các bác, 100 đến 120 thôi nha, không có 224. 280W một công suất cực kỳ là khỏe để các bác mình chơi những loa như là JBL Bass 40, 4343 đến 4343 hoặc là những dòng tăng noi Eden, Tuberi vân vân. Những dòng loa cây BBK. Đây là trạm loa. Đấy. Con này giá 28.5 nha các bác, này là hóa đơn mua bên Nhật. 28.5. Hiện tại đèn tri thì em chỉ còn con này thôi. Còn shop bác nào có chốt thì alo cho em, hoạt động hoàn hảo nha. Hay là chúng ta mở lên. Bóng IL34 mới tin nha các bác. 20GC. Các bác thấy đầu bóng này. Mới tin. Rất là mới nha. Tiếng hay cực kỳ nha các bác. Rất là hay luôn. Này các bác chơi những dòng loa JBL cho L100 Canary 4312 4312 MK2 L166 L65 Dubai quánh L65 Dubai rất là hay. L65A rồi các bác. Không vâng. Bác nào chốt thì alo cho em nha, một em duy nhất. Thùng xốp TRV 34SE. Siêu lướt. Cặp bến em Chiến. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên để chốt sản phẩm. Giá là 28.5, chuyển khoản đủ thì em bớt 300.000, còn 28.200 bao ship, điện 100V 280W nha các bác.